Được đào tạo bài bản tại trường cao đẳng nghề Lạng Sơn, em Dương Văn Viên có thể hoàn toàn tự tin với kỹ năng nghề trong tay. Đặc biệt, thông qua buổi tư vấn giới thiệu việc làm do nhà trường và Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp tổ chức, em đã được tìm hiểu thông tin về nhu cầu của các doanh nghiệp và lựa chọn được một vị trí việc làm phù hợp ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Trước khi ra trường, chúng em đã được nhà trường và Trung tâm Việc làm tỉnh Lạng Sơn tổ chức một buổi giới thiệu việc làm. Qua đấy em đã tìm được công việc phù hợp với bản thân. Hiện tại thì em đang làm việc về kỹ thuật, đã làm 3 năm và mức thu nhập thì khá là ổn. Nắm bắt xu thế phát triển, hiện nay các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Lạng Sơn đã và đang tích cực đổi mới chương trình đào tạo, chuyển hướng từ đào tạo những gì mình có sang đào tạo những gì thị trường cần, góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong tương lai. Nhà trường cũng thường xuyên là thay đổi các cái chương trình đào tạo, rồi là đầu tư thêm cái trang thiết bị để nhằm đáp ứng được cái sự thay đổi của thị trường, để các em ngày càng có được cái kỹ năng tốt hơn khi mà ra trường đáp ứng được cái yêu cầu của các doanh nghiệp. Ngoài việc phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh còn tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, cập nhật, khảo sát, đánh giá nhu cầu của thị trường lao động để chương trình đào tạo phù hợp hơn. Chúng tôi cũng có cái sự khảo sát về thông tin thị trường lao động rất kỹ để đánh giá là cái nhu cầu hiện nay của xã hội đang cần những ngành nghề gì. Chúng tôi cùng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ tổ chức các cái hình thức đào tạo nghề, các cái kỹ năng nghề phù hợp và đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội hiện nay. Việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm sẽ đạt được hiệu quả cao nhất khi có sự chung tay phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương. Giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường lao động còn là xu hướng tất yếu, góp phần giải quyết việc làm cho sinh viên ngay sau khi ra trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay.